Xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê đất nước Việt Nam của bạn bè Nam Châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai chiếc cục đẩy công suất nhìn trong máy khá là khủng khiếp. Vâng, cảm ơn sếp. Đây các bác nhé. Đây, máy là sử dụng 24 sò công suất một kênh, hai kênh là 48 sò. Cục bố đại ca đại tẩu cho các bác. Các bác nào làm live show sự kiện tiệc cưới mà tìm mua đẩy thanh lý giá rẻ giá tốt thì liên hệ với em. Bên em có nhận thanh lý hộ anh em đám cưới rất nhiều. Đấy. Nhưng tuy nhiên cái sản phẩm này thì trước là về hàng bãi, sau là dùng tại Việt Nam, bây giờ gọi là hàng bờ. Đấy, nên là không nói về hàng bãi được. Nhưng với tình trạng này thì em đánh giá rất là cao. Và dòng này có một điểm đặc biệt. Các bác biết rồi, 24 sò một kênh. 24 sò một kênh nhân với 75W một con sò, 150W một đôi sò thì nó vào 1800W một kênh công suất ước tính. Và hiện tại những công suất ước tính này thì các bác đánh được loa gì? Loa súp đánh được không? Thừa sức đánh. Đấy. Nó có luôn cả bo mạch cắt súp đằng sau. Thấy chưa? Có luôn cả cái bo mạch mê nào cắt súp. Rất là thuận tiện luôn. Và các bác nhìn cái linh kiện của máy rất cao cấp. Các bác đã thấy những con đẩy nào mà nó sử dụng cái chở công suất như thế này chưa? Nhìn cái này là nói lên là giá trị của nó. Và đặc biệt đó là sò. Sò này sử dụng là cái ốc lục giác chứ không phải là ốc bốn cạnh. Đây. Chứng tỏ là một cái dòng này nó rất là cao cấp. Và các bác để ý đến phần cuối cùng, cái phần này thì không mấy khi anh em kể. Em sẽ khoe với các bác tí. Cái cuộn dây này, đây là cuộn dây chịu tải trước loa. Khi nó đánh nó dồn tải hoặc nó sốc tải gì đấy, sốc tải bát, trung tép hay sốc tải các giải tần thì nó sẽ chịu vào cái này. Nó có ba con linh kiện gồm là một cuộn cảm, là cuộn cảm đây, một điện trở nó đậu trong giữa này này, các bác nhìn tinh này sẽ thấy này, và có một con tụ nữa nó đậu đâu đó xung quanh này. Em đang nhìn đây chưa thấy đầu cả. Đấy. Có một cái tụ nữa, tụ bé con nó như con tụ này thôi, như con tụ này thôi, bé con này thôi. Nhưng đấy là một cái công nghệ của các ông cục đẩy, các cụ cục đẩy. Đấy. Các sếp thiết kế kiểu ý thì rất là an toàn. Máy con này là máy mạch class H, nhưng bù áp vào đâu, bù áp nó vào hai cái con quải xương. Thế mới kinh chứ này. Đây các bác nhìn này. Đây người ta có ghi luôn ở trên main board này. Đấy. Đây các bác xem luôn ở trên đây. Xem luôn trên đây là sẽ thấy luôn này. Đấy. Đó. Tụ nguồn thì đậu một mình một chỗ. Tụ này là 80V. 80V 22.000 mi. Ghẹp. Đây, diode nguồn này. Và biến áp này thì nó ra là 94V, 47V, 0V, 47V, 94V nhân 2. Tức là đường công suất kênh A đánh riêng đây, riêng một bó dây. Kênh B đánh riêng một bó dây cũng tương tự nữa, nó đậu đây. Nên hiệu suất đạt của nó rất là cao. Mà giá thì em cũng xin thông báo luôn các bác là rất là rẻ. Chỉ ngang với cái loại đẩy mới các bác mua mới, gọi là đẩy tàu, đẩy Trung Quốc các bác mua. Các bác nói vậy, được không? Với mức giá em bán là 4.8 triệu giá tại cửa hàng. 4.8 triệu giá tại cửa hàng. Chi phí vận chuyển mất 150, các bác cứ liên hệ trực tiếp về 150 đến 200, không quá 200. Đấy. Gọi là 5 triệu đi, 5 triệu bao ship đi. Đấy, cho nó dễ, đúng không ạ? Với cái máy nó rất là chất lượng này. Về phần công suất thì em xin thông báo luôn các bác là chưa sửa. Có cái con tụ đây thì nó kiểu là gãy hay đứt hay gì đấy, người ta đấu vào, câu vào. Đấy, cái này là có. Gần như là máy đời trước đời sau thì các bác nhìn linh kiện main bo ao này. Main bo mà gọi là xử lý như này thì nó có hơi khác tí này. Riêng nhá, tụ nguồn này, công suất này, biến áp này, cam kết là zin với các bác. Được chưa? Đấy, bên em bán thì cũng chỉ biết đến thế thôi. Không biết nhiều lắm. Các bác nhìn đây là sẽ thấy này. Thấy chưa? MV-HV-GND-HV-MV-. Đấy. Đây là cái đường dây nó dẫn ra cái mạch bù áp. Tức là chia nguồn điện thấp và điện cao để nuôi đường công suất. Nó sẽ vào tụ để nó ổn định, nó dung lượng điện áp lại. Đây, thông số trên đây.
94V, 47V, 0V, 47V, 94V. Điện áp cấp rất là cao. Rất là cao, rất là khỏe. Thì con này là các bác đánh cái loại xúc kép tới 2 côn trăm đánh thoải mái cho em nhé. Đây là máy hoạt động bình thường. Do bác chủ là bác nâng cấp nên là đẩy nguồn xung. Thế là thôi bán, đỡ nặng, đỡ đau lưng. Bán xong thì toàn bù tiền đi, bù tiền để mua đồ. Thì các bác nào quan tâm hiện trực tiếp nhé, em sẽ test trong clip lần sau. Có cái gì hay em tiếp tục quay và review toàn thể các bác. Thằng này về từ lâu rồi nhưng mới tận ngày hôm nay thì em mới quay review với các bác được. Các bác nào có quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Giá điểm báo hẹn lần cuối 5 triệu một chiếc bao ship. Các bác kêu đắt thì thôi. Ok nhé, xin kính chào toàn thể các bác.